Anh và Hoài Đá Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Người Chồng Trong Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunrise Media thực hiện, và khung giờ phát sóng của chương trình Người Chồng Trong Mơ đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi nhãn hàng Sam Heavy, hỗ trợ địa chỉ phim xoan của Sam Phạc Ma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Nuchi Baby giúp bé ăn ngon tiêu hóa tốt. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay, đó chính là Hoa hậu Kim Yến và diễn viên Thiên Bảo. Chào Yến, chào anh Bảo. Dạ, chào anh Hoàng. Chào Hoàng. Thấy không, thấy vợ chồng đang hơi chứng độ nhiều nước ghê chưa? Dễ thương. Anh chị lấy nhau được bao lâu rồi ạ? Bảo và Yến lấy nhau cũng được 2 năm rồi. Nhưng mà trước đó có quen nhau chưa? Quen nhau 4 năm. Trời ơi, tìm hiểu 4 năm luôn hả? Tính tới thời điểm này là 6 năm rồi đó. Hình như bà hơi khó cưa cẩm hay sao anh Bảo? Không, cũng dễ lắm. Nhưng mà chờ một cái thời gian rất là dài. Tại vì công việc của hai đứa lúc đó thì cũng khác nhau. Yến thì bên mỹ phẩm, còn Bảo thì Bảo đi diễn xuất á. Bảo hay là làm phim ở Hà Nội. Xa nhau cũng rất là lâu. Nói quen một năm thì thật sự gặp nhau có 3 lần. Trời ơi, yêu xa luôn rồi đó. Phải lựa lúc thiên thời địa lợi và cả hai người phải nhân hòa thì mới nên vợ nên chồng được. Rồi sau 6 năm quen biết thì không biết là hiện tại anh chị đã có với nhau mấy bé rồi ạ? Kim Yến với anh Bảo vừa đón công chúa đầu lòng được 10 tháng. Wow. Trời ơi, con gái. Rất là đáng yêu. Mà bây giờ thì có hai đứa con trai đang thèm đứa con gái đây. Dạ. Giờ cố gắng đi. Nha. Cố gắng được rồi. Mà lỡ gì không được thì sau này chắc gia đình mình làm xui đi. được. Chuyện của ngày hôm nay sẽ tập trung khá nhiều về hai vợ chồng. Không biết là anh Bảo có làm hài lòng Kim Yến hay không, thì chắc chắn là những người đồng hành cũng sẽ có những lời khai chân thật nhất. Xin giới thiệu đến quý vị cặp bạn thân của anh Thiên Bảo và chị Kim Yến. Bạn thân của Kim Yến cũng tên là Kim Yến luôn. Và bạn thân của anh Thiên Bảo đó chính là Ngọc Công. Xin mời. Dạ, xin chào anh Công. Xin chào Kim Yến. Có điều đặc biệt ha, hai người bạn thân chơi với nhau rồi tên giống nhau luôn. Thật sự đây là vừa là bạn thân mà vừa là em dâu luôn, cho nên thường thường gọi là chị Yến, chị Yến em. Có nghĩa là Yến á là vợ của anh Bảo, còn Yến bên đây á là vợ của em anh Bảo. À, vậy ta. Còn anh Bảo sao không lựa bạn thân tên Thiên Bảo luôn? Tên hoài không thấy. Tên không liên quan gì hết, quan trọng là tính tình hợp nhau. Anh Công ơi, anh chơi thân với Bảo được bao lâu rồi? Anh chơi với anh Bảo được gần 10 năm rồi. Anh thấy Bảo là người như thế nào? Nói chung anh Bảo là người hiền lành và dễ gần. Cậu dễ gần luôn hả? Anh em rất là vui. Vậy là nhiều cô gái cũng sắp sắp lại Bảo là cũng dễ lắm không anh? Nhiều lắm. Thấy chưa? Nhiệm vụ của người bạn thân là phải vậy chứ. Phải khai ra hết. Chị Yến Hoa Hậu cũng rất là xinh đẹp và cũng rất là nhiều người theo đuổi đúng không chị Yến bạn? Đúng. Không biết là chị Yến bạn chơi chị Yến Hoa Hậu được bao lâu rồi? 3 năm rồi. Chị thấy chị Kim Yến Hoa Hậu của mình là một người bạn như thế nào? Chị rất là dễ thương và gần gũi lắm. Mỗi lần mà chị bước trên sân khấu á là em nhìn em thích lắm, đắm đuối luôn. Như vậy là Kim Yến có rất nhiều sự đáng yêu. Còn riêng với anh Bảo, hãy cho anh ấy một khoảng thời gian để chuẩn bị sẵn sàng chống đỡ lại những lời vạch tội đến từ vợ của mình. Và bây giờ xin mời quý vị đến với không gian tiếp theo của Người Chồng Trong Mơ. Quý vị đã quay trở lại với Người Chồng Trong Mơ. Hoàng Đá Bơ đang ngồi tại khu vực của đàn trai. Bây giờ không có đàn gái bên đây, không có vợ bên đây, mình thoải mái mình chia sẻ hơn. Để mà còn mà lừa mà lý cái mình không dám nấu nữa đúng không anh? Ừ, đó. Ê, đừng tặng hắn nữa, nghe âm thanh sợ quá đi. Anh Bảo, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy Kim Yến là ở đâu? Thật ra thì trước đây á, Bảo biết Kim Yến trên mạng. À. Yến cũng đoạt được một số giải. Không, mà sau đó mình mới thấy trên Facebook. À, vậy là ai kết bạn trước? Kim Yến kết bạn trước. Fan hâm mộ mà. Fan hâm mộ. Thấy anh Bảo đẹp trai quá mà. Lúc đó thì Bảo cũng tham gia một số phim á. Có một buổi có mình đi quay về, mình thấy một cái tin nhắn của một cô bé, xong có mình mới dở ra mình xem là anh có phải là diễn viên Thiên Bảo không, đóng trong cái phim đó vậy đó. Dạ. Thì em rất là mê cái phim này và em cũng đã tìm anh rất lâu rồi. Trời vậy luôn đó. Sau đó thì cũng có một số buổi hẹn hò nhưng mà cũng không có gặp được. Yến lúc đó thì rất là ngại là khi mà biết mình là diễn viên á thì dạ. Thường thường hay nói là diễn viên là lúc nào cũng buông câu á, cho nên là buông câu thả thính này nọ. Đó. Yến cũng sợ cho nên không có gặp. Mãi sau một cái thời gian mình cứ buông câu hoài cũng mấy tháng thì mình mới chờ mấy tháng mà lâu dữ anh ha. Mà mời được đi uống cà phê. Dạ. Rồi buổi uống cà phê xong rồi xem phim. Rồi cái thế từ từ cái thế này từ từ mới tin tưởng là mới đi. Anh có nhớ cái khoảnh khắc mà mình cầu hôn vợ mình không? Vào một cái ngày sinh nhật của Kim Yến. Lúc đó thì mình hay đi quay xa trong cái thời gian rất là lâu. Dạ. Khoảng một năm mình chuẩn bị đi xa rồi mình mới tặng Yến một con gấu rất là to cỡ bằng Bảo luôn á, nên tặng cho em con gấu này để khi mà anh đi xa đó có người để ôm. Sau khi xong phim thì anh sẽ về anh cưới em luôn, mình sẽ tiến tới nữa. Dạ.
Và bây giờ xin mời cô dâu xác thực đi ha. Hồi nãy bên này còn kêu là lúc đó là mới quen nên ảnh tặng con gấu to hơn chị nữa là dụ chị đó. Dụ chị Kim Yến, tại sao ngày xưa mình lại chủ động add Facebook của người ta rồi làm quen vậy? Tại vì ngày xưa lúc mà Kim Yến ở dưới quê á, rất là thích xem phim Việt Nam, mà đặc biệt là rất nhớ cái anh chàng Thiên Ân trong một phim Ngã Rẽ Cuộc Đời. Lúc đó mình rất là ngưỡng mộ và mình ước gì mình được gặp anh ấy ở ngoài một lần. Lúc đó chỉ ước là gặp ở ngoài thôi chứ mình không nghĩ là tự nhiên là mình có duyên nợ với anh ấy. Lúc đó cũng mới biết chơi Facebook thôi, cách đây cũng 6 năm. Lướt Facebook thì thấy Thiên Bảo, mình mới hỏi là phải anh là Thiên Bảo hay không. Bắt đầu cái đó là cuộc trò chuyện giữa hai đứa và kết thân lại với nhau từ đó. Cảm xúc của chị lúc đó sao khi mà mình là một fan hâm mộ của ảnh? Mình cảm thấy lúc đó rất là hạnh phúc. Khi mà mình nói chuyện với nhau cũng một thời gian, mình nghĩ đó là mối quan hệ tình bạn bè thôi. Thì mình hiểu là diễn viên, công việc của họ là tiếp xúc rất là nhiều nữ giới đẹp. Lúc đó mình chưa là gì hết trơn á, Kim Yến làm công ty mỹ phẩm. Mình cảm thấy hai cái tầng lớp nó đối nghịch với nhau, không liên quan, nên không suy nghĩ nhiều. Mình bị dụ từ con gấu to đó. Cũng biết cách dụ ghê, con gấu to to là dụ được hoa hậu Kim Yến của chúng tôi. Còn chị Kim Yến bạn, chị thấy là cuộc sống gia đình của chị Kim Yến và anh Thiên Bảo như thế nào? Anh chị rất là hạnh phúc. Trong việc nhà ảnh phụ chị Yến rất là nhiều, như chăm bé nè, ảnh tắm cho bé rất khéo. Và chị là người nấu ăn rất là giỏi, đảm đang. Đương nhiên là bên nhà mình là sẽ giỏi, sẽ đảm đang rồi. Còn anh Thiên Bảo có thực sự tốt như vậy hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn video ngay sau đây. Kim Yến và anh Thiên Bảo cưới nhau cũng được gần 2 năm. Và hiện tại thì đã có một baby được 9 tháng tuổi. Anh Bảo thì là một người đàn ông rất tuyệt vời, không hút thuốc, không rượu chè. Về điểm tương đối thì cái miếng lúc quen thì chấm 10/10. Nhưng mà khi cưới về rồi thì cái miếng cảm thấy con người này quá hoàn hảo, cho nên nó làm cho mình cũng hơi khó chịu. Ảnh quá kỹ tính, là người rất là chu toàn và muốn đâu vào đó, cái gì cũng phải tuyệt đối hết. Thì Yến thì người còn trẻ mà còn ham vui, mê chơi và cũng như là về chăm sóc con cái thì mình cũng không có kinh nghiệm nhiều, cho nên nhiều lúc hai vợ chồng cứ mâu thuẫn với nhau những cái lặt vặt nhỏ nhỏ hàng ngày. Cái miếng cảm bực mình về cái tánh mà cầu toàn của ảnh, cho con ăn nè phải đúng giờ, bú hoặc cũng phải đúng giờ nè. Cái miếng nhờ giúp việc về để phụ nhà cửa, tại vì cái miếng cũng đi làm cũng đi diễn, nhưng mà nhiều lúc ảnh đặt nặng vấn đề quá làm cho cái miếng thấy rất là ngột ngạt. Bảo là một người rất là kỹ tính trong công việc cũng như là trong cuộc sống, mà mình nghĩ là đó cũng là một cái điều tốt. Khi mà yêu nhau thì rất là thoải mái, nhưng mà khi mà về sống chung rồi nhiều khi mình cũng có bộc bạch ra thì Yến cũng không hiểu, cũng nảy sinh một số vấn đề. Trước đây gia đình của Bảo là về ngành y, cho nên mình đi đâu mình cũng có những cái rất là kỹ, mình rất là sợ vi trùng. Đây là căn nhà của chị Kim Yến và anh Thiên Bảo. Chị Yến đang đi làm và anh Bảo đang hướng dẫn bé giúp việc cách chăm sóc con gái yêu. Thì xưa thì mẹ cứ cho là 100 đến 120, nhưng mà đến bây giờ thì bé được 9 tháng rồi, cho nên phải đến 200 mấy 300 ml. Những cái bình sữa mình để cứ cách mấy tiếng thì vi khuẩn đóng, trước hết là mình cứ trụ nước sôi trước. Bây giờ thì em thử pha cho anh xem đi. Cô bé giúp việc có vẻ khá hoang mang trước sự kỹ tính của anh Bảo thì phải. Liệu cô có thể làm hài lòng ông bố khó tính này không? Cái núm đó là cái tiếp xúc cho miệng của bé rất là bất vệ sinh, cho nên em nên cầm cái nắp bằng đây thôi. Đó, bất kể gì mình tránh tiếp xúc. Anh rất là sợ bé vào cái vi khuẩn đó, dễ gây bệnh lắm. Em cứ đổ vô đây luôn, trùng nó nóng lắm. Giúp việc nào vô ảnh cũng nói một trang để cho ảnh hướng dẫn từng cái. Mấy bé mà còn trẻ thì không có kinh nghiệm chăm bé, mà lớn tuổi thì ảnh lại nói là không phù hợp, cho nên là ảnh cứ nói là thôi bây giờ anh với em thay phiên nhau. Hai vợ chồng cũng mâu thuẫn cái vấn đề này nhiều lắm. Thật sự là đi ra ngoài rất là nhiều việc, về nhà mình cũng rất mệt. Mình có nhờ người giúp việc rồi nhưng mà mình không có đồng ý lắm về cách của họ làm. Xí đói bụng chưa? Bà nói cô lấy sữa cho xí mâm nha. Em ơi, lấy giúp anh cái bình sữa em ơi. Coi sữa nó nguội nha. Rồi, cảm ơn. Xi mâm nha. Sáng giờ Xi đói lắm rồi, Xi lo chơi không à. Xi mâm ơi. Xi mâm nè, Xi mâm à. Xi mâm mà, đói bụng mà, Xi mâm ngoan đi. Xi đói bụng mà. Em ơi, bật nhỏ tiếng đi. Bố Bảo có vẻ rất khó chịu, còn cô bé giúp việc phụng phịu quay đi. Em ơi, lấy giúp anh cái khăn giấy. Nhìn kia, bố Bảo chăm sóc con khéo ghê. Em ơi, anh chỉ nè,
cả khăn giấy cũng vậy nữa. Mình phải mua cái loại mà nó rất là dẻo. Cái tuổi này nè, bé hay rất ngậm rất là nhiều. Tất cả những đồ chơi phải rửa trước khi mà để lên cho bé chơi. Đôi khi có mình sơ suất á, mình cứ để đó là bé sẽ lấy lên. Mình kỹ tính là đúng rồi, người ta là người ngoài mà, người ta tới phụ việc cho mình thì cái gì cũng phải tương đối. Nhiều người ở bên ngoài nhìn vô nói chắc là Yến sung sướng lắm, Yến có một người chồng biết suy nghĩ cho người khác, biết chăm con phụ. Thật sự thì cái Yến cũng hạnh phúc vì điều đó, nhưng mà mình sống chung là mình mới biết là cái gì nó vừa phải thì nó hạnh phúc thiệt, nó quá lên thì làm cho người khác bị áp lực. Khăn giấy có mùi á thì mình tuyệt đối là không luôn, tại mình rất là sợ về hóa chất. Con là cái gì đó rất là nhỏ bé và mong manh, cho nên từ cái chuộng bình sữa hoặc là từ cái bát, cái chén mình cũng phải kỹ lưỡng trong đó. Sáng mẹ cho Si ăn rồi phải không? Bây giờ Si làm biến mâm phải không? Có quà cho con gắn. Ôm gấu đi. Tất cả những cái gấu bông này nè em phải giặt đi, tại khi mà đi ở ngoài á nó rất là bụi. Với lại mấy cái lông này nè, em thấy khi lông sát mà. Khi con nhỏ không nên cho dùng những cái thú bông nó có lông vậy, nó bay ra sao em biết được, con nó hít vô rất là ảnh hưởng phổi cho con. Thôi anh không đồng ý đâu, thôi anh không đồng ý đâu. Rồi để em giặt. Và gấu bông về là phải đi hay giặt hấp. Đồ chơi mà bé muốn chơi á, là phải rửa cho sạch, chứ không phải là mua về đưa cho bé chơi liền. Anh nói là như vậy không tốt. Hôm nay mẹ Yến nghỉ làm và đang chăm chỉ dọn dẹp. Còn bố Bảo đâu rồi nhỉ? Cái gì mà mấy chai nước em để tùm lum ở đây hết vậy? Uống xong rồi phải dọn cất cho nó kỹ. Cái đó hồi nãy em mới dọn qua bên đó một xíu nữa em mới rửa anh vô nước đó chứ. Nè, em đã dặn bao nhiêu lần rồi? Đây là cái xà phòng rửa cho con. Em biết rồi, em có quên đâu. Sao anh thấy em rửa luôn cái bên cả mình luôn kìa? Em chưa có rửa. Anh đã nói, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Cái xà phòng của mình là có chất tẩy, còn của con là không có chất tẩy. Biết rồi ông ơi, em cũng đang rửa, anh làm em rối quá đi. Đó đó, em cũng dọn cơm ra, em dọn vậy nó văng nước bẩn vô dùng cơm đó, chút mình xong mình sao ăn. Sao người ta đang được. Làm mà nói nhiều vậy, mắt sao mắt làm được? Em vừa chăm con, em vừa làm việc nhà, khổ sở. Đúng rồi. Anh biết anh á, lúc nào cũng kỹ, cho nên em phải kỹ giùm anh một cái. Mình làm dơ bẩn cái gì đó là vi khuẩn nó rất là nhiều. Anh bị ám ảnh vi khuẩn, lúc nào cũng vi khuẩn, mệt dễ sợ luôn. Cái gì anh không có quan trọng, nhưng mà mình phải lo cho nó. Đúng không? Đúng ai sai chứ không? Về mình bèm quá. Ảnh luôn dặn là cái gì của ba mẹ là xài riêng, của con là xài riêng, để riêng một góc. Đang rửa chén của người lớn đi, xong mà lấy cái bông nó rửa luôn cho con, đầu cho con thì sẽ bị la liền tai luôn. Ồ, ánh mắt của mẹ Yến dạng người chưa kìa. Có vẻ như gấp quần áo cho con gái yêu khiến cho mẹ Yến rất hạnh phúc. Cưng dễ sợ mấy cái đầm. Công chúa, là công chúa đi đâu mặc mấy cái đầm này cưng lắm nè. Mẹ xếp lại gọn gàng cho con nè. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Xếp đồ cho con gái nè. Đồ của con ấy, phơi ở ngoài ấy, nó rất nhiều vi trùng, cho nên ấy, em phải vô ủi cho con. Cái bài ca này ngày nào cái gì cũng khó vậy. Phơi nắng là đã tiệt trùng rồi, còn phải bắt ủi nữa. Con trai á, anh để cho em sao cũng được hết á, nhưng mà con gái em phải kỹ. Rồi, vậy ba ủi đi, em chưa nấu cơm nữa kìa. Nói thì không chịu nghe. Đây nè, mấy cái áo mới này nè, em mua về em nhớ phải cắt mấy cái mạt này đi nè. Nó chỉ vô ót của con, nó rất là ngứa. Biết rồi, con là nhất đúng không? Cứ xếp để đây đi, em ra em nấu cơm. Còn anh khi nào muốn ủi, anh tự ủi đi. Em không có thời gian đâu. Mình thì mình đâu có thời gian để tỉ mỉ từng ly từng tí, từng chút một như vậy. Giặt vào vô thì mình xếp gọn gàng, ngăn nắp bỏ vào sọt cho con là được rồi. Nhiều lúc mình áp lực kinh khủng luôn. Nhiều lúc ra ngoài mình đi làm rồi mình về mình cũng phải giống như là hầu chồng hầu con á. Trời ơi coi, quá hoàn hảo gì còn đòi hỏi gì nữa Hiên. Mình dễ sợ luôn. Bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho anh Bảo. Anh Thiên Bảo lớn hơn Kim Yến mấy năm tuổi? Bảo hơn Yến cả chục tuổi. Lối sống và cách tư duy sẽ khác. Câu hỏi thứ hai, ngày xưa anh tặng một con gấu bông cao hơn 1 mét dành cho Kim Yến, anh có giặt hay không để tặng cho bé Yến? Không. Tại vì lúc đó thì bé Yến lớn rồi, mình mua thì mình phải cũng kén chọn. Còn em bé thì rất là khác, rất là nhỏ, dễ bệnh lắm, vi khuẩn dễ xâm nhập lắm.
cho nên mình cứ sợ. Dạ. Tất cả những vật nhỏ mình cũng sợ. Anh lo là đúng. Nhìn hình ảnh của anh nãy giờ nói với Kim Yến là y chang vợ em nhà luôn. Thôi rồi, bất cứ đồ gì của con riêng nha, của hai chồng riêng nha, không được đụng chung với nhau nha. Đồ con nước giặt cũng riêng nè, nước rửa bình sữa cũng riêng nè, cái gì cũng riêng hết để bảo vệ cho sức khỏe của bé. Anh làm là gì này đúng. Rồi, mình coi tiếp đi, đừng có nghe lời bên kia nữa. Khoan. Biết là anh bảo anh hoàn hảo, anh lo lắng cho con, nhưng mà làm vậy chị Yến áp lực lắm. Em thấy áp lực luôn rồi. Mới con đứa áp lực gì trời. Quá áp lực. Giữa lúc mình tuổi thân mình bị ra rìa từ lúc nào không biết luôn á. Sau khi mình sinh xong mình bị bỏ rơi một góc xa luôn. Cái gì cũng con. Với lại là nếu mà anh bảo mà khó quá như vậy á, không có sức đề kháng cho con đó, anh bảo à, em nghĩ là cứ để cho con nó tiếp xúc với lại mấy cái mà anh nói vi khuẩn rồi vi trùng đó, cầu toàn quá rồi xong sau này đó là cái việc nó rất là dễ để cho con bị nhiễm đó bệnh. Đó là câu nói đến từ một cô gái chưa có con. Bởi vì chị em phụ nữ mới hiểu nhau thôi. Chính xác. Còn mấy quý ông cứ cái gì cũng nghĩ cầu toàn chị em mình làm như Superman. Ý của Mai Anh á là lấy độc trị độc, anh bảo hiểu không? Có nghĩa là bây giờ để cho bé cứ phơi nắng phơi sương đi, tự động cái sức kháng thể nó sẽ cao. Nhưng mà đó là vào độ tuổi khác cơ, còn bây giờ là sơ sinh là khác mà. Ủa nhưng mà vậy nè, bên phương Tây á, em thấy là bé từ 6 tháng tuổi trở lên nha là bên họ đã ném bé xuống hồ bơi rồi. Ở phương Tây thì nó khác, cái gì mà dùng cho bé đó họ đã xử lý hết rồi. Ở mình á thì cũng có một cái hồ bơi rất là lớn. Trước đây thì mình cũng xuống bơi thử. Mà khi mình lên thì nghe cái mùi tẩy nó cũng rất là nhiều. Độ nó cao lắm. Độ cao lắm. Cho nên mình cũng không dám mang con mình xuống dưới cho bơi. Vậy anh nhắm chừng nào mới cho bé cởi chuồng tắm mưa đây? Chắc phải cả tuổi trở lên. Em thấy là anh nói Tây là tại vì ở bên đó có những cái chế độ tốt cho mấy đứa nhỏ. Nhưng em thấy mà Tây đem con qua Việt Nam nó cũng y chang như là ở bên Tây thôi, nuôi con và rất là thoải mái. Và làm vậy là người vợ không có bị áp lực nhiều. À, khu nhà em sống là cũng Tây không nè đúng không? Đúng rồi, em thấy là bồng trên tay còn nhỏ xíu à. Mà là kéo đẩy xe đi ra ngoài rồi và cho chơi với cát rồi chơi với... Nói chung là thoải mái lắm. Nói chung là anh bảo kỹ tính cũng là một điều tốt. Yến cũng công nhận điều đó. Nhưng mà thật sự mình tốt mình cũng có một cái giới hạn. Ví dụ khi mà chị mua về một con gấu bông về muốn cho con gái mình chơi liền đẹp thì sẽ đẩy ra nhà này. Em có bị quê không? Quê chứ. Ủa, mình cầm quê lắm. Tổn thương. Tổn thương vợ anh lắm. Từng làm vậy mà. Anh mua bao nhiêu gấu bông đi diễn về hả, bắt giặt hết rồi mới cho con chơi. Đó có bị tổn thương không? Dạ không, bình thường riết quen. À, Yến ơi, cho anh hỏi nha, Yến ở nhà có anh chị em gì không? Có, Yến có hai đứa em, một đứa em trai, một đứa em gái. Yến lên Sài Gòn lập nghiệp sớm không? Yến lên năm 2010, tính ra thời điểm này cũng 9 năm. Bạn lập nghiệp quá sớm, bạn lên đây bạn là chị cả, không ai dạy mình thì giờ để anh Bảo dạy cho biết. Không dạy kìa. Anh Bảo là người thế hệ đi trước, anh Bảo nói gì là phải nghe, anh Bảo nói đúng mà. Trời em nói nghe nè, bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Anh Bảo đi làm nhiều việc, chị Kim Yến người ta cũng là hoa hậu. Thì nãy giờ không mình đâu có nói nghề nghiệp hay tài chính gì đâu. Mình đang nói kinh nghiệm sống. Thực ra thì gia đình Bảo là gia đình bên ngành y. Mẹ thì bên Bệnh viện Nhi Đồng. Trời. Còn ba thì bên Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Cho nên mình biết con mình được tiếp xúc cái gì và không được tiếp xúc cái gì. Trước đây thì ba mẹ Bảo cũng đã nuôi Bảo cỡ này. Cái cách của mẹ nuôi mình sao thì bây giờ mình cũng dùng cái cách đó để mình nuôi. Để sau này con mình cũng đó, được giống mình như vậy đó. Em cũng muốn đẹp như ba đó không? Thì phải chăm chút cho nó kỹ. Nói thật ra thì ba ngày xưa còn chăm sóc còn kỹ hơn cả anh bây giờ. Dạ. Còn anh Công, cho em hỏi nhẹ anh Công là suốt 10 năm qua anh thấy anh Bảo có kỹ tính khó tính với đồng nghiệp, với bạn bè, với anh em không? Bạn bè thì anh ấy thoải mái lắm. Kỳ quá à. Đây là cái hình ảnh vừa rồi anh Công thấy bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn. Giống như trước đây anh Bảo làm quen với Yến cũng dễ thương, cũng ga lăng, chăm chút, tình cảm mới dụ được mình đó. Bây giờ những hình ảnh đó sẽ được tái hiện bởi video clip sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua làm sao? Con nó ngủ ngon hả? Càng mưa chỉ càng ngủ ngon mà. Mấy hôm nay ba đi quay ở nhà buồn quá, đêm nào cũng ngủ sớm. Mà ở nhà em có lo cho con ăn đàng hoàng không? Có sao không, tới giờ là cho chị ăn nè. Mà sao anh lúc nào cũng hỏi em có cho con ăn đàng hoàng hay không? Làm như em ép con lắm hay sao á? Thấy cái gì cũng vậy, bây giờ con chín tháng rồi. Nó ăn, nó uống cũng vậy, nó thích cái gì là nó ăn mà. Ừ. Không ăn là nó nhất định nó không ăn. Cho nên nó muốn ăn thì em cho nó ăn, còn nó không ăn thì em đừng có ép. Em ép nó xong cái chơi chút xíu là lại ọc ra hết rồi. Trời nó tiếp thu vô như đâu á. Em không ép con ăn thì anh nói là sao em không ép con ăn nó ốm. Em ép con ăn nhiều thì anh bảo là con không thích ăn, sao em ép con. Em biết làm sao luôn á. Anh kỹ vừa vừa thôi, anh kỹ vừa thôi anh nè. Em đủ thứ việc hết, anh đi làm em cũng đi làm mà. Em thấy không, từ lúc có con không là cái gì cũng hỏi con á. Anh có thèm hỏi em là hôm qua em đi làm có mệt không, hay là
ở nhà làm sao, chăm con có mệt không, công việc nhà nhiều không? Chim thấy vợ con em cảm thấy em bị ra rìa luôn. Cái thời gian của Bảo đi quay nhiều khi cũng rất là lâu. Mình đi thì con nó còn ngủ, mình về là con nó cũng ngủ rồi. Cho nên mình rất là nhớ nó, mình cứ về mình cứ tấp mình cứ hỏi không à. Nó nhiều khi Yến cũng bực lên, Yến hỏi cả ngày nay là em lo cho con sao anh không hỏi em mà. Trời ơi, em lớn rồi, em tự ăn thì cái gì đâu mà em phải lo, còn con nó có ăn tự ăn được đâu. Cái chuyện quan trọng anh hỏi chứ cái chuyện bình thường hàng ngày hỏi làm gì nữa. Con phải là quan trọng nhất chứ. Lúc nào cũng vậy, con mẹ nó sao? Mẹ nó chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Em nhớ là không có mẹ làm sao có con nghe chưa? Hình như con nó thức, em cứ ăn đi, để đó anh lo cho. Anh ăn nó đi. Được rồi, em ngồi đi. Nhiều lúc Kim Yến cũng cảm thấy ganh tị một chút xíu về tình cảm ảnh nhìn nhiều cho con. Kim Yến hỏi thăm ảnh lịch quay, ảnh trả lời xong thì Kim Yến cũng mong là ảnh cũng quan tâm lại Kim Yến. Nhưng mà ngược lại thì ảnh chỉ hỏi là con ngủ chưa? Con ăn có đúng giờ không? Con chơi có vui không? Có ngoan không? Có nhớ ba mà quậy mẹ không? Mình cũng chạnh lòng. Trời ơi, mẹ về kìa. Mẹ mua đồ cho Si nhiều quá kìa. Không phải, cái này là mẹ được fan tặng. Tặng hoa nè, tặng quà nè, mỹ phẩm nè. Mẹ quá xấu trời quá luôn. Ba tưởng mẹ mua đồ cho Si chứ. Ba thấy không, fan là những người mà yêu thích em á. Người ta tặng quà, tặng hoa quá trời luôn. Ai như ba không bao giờ tặng cho mẹ được một bó hoa hay là một món quà gì hết trơn. Mà tặng cho mẹ cục cưng nè nè. Mẹ ôm Si lúc nào cũng vậy á, mẹ cứ lúc nào mẹ cũng đòi quà. Lúc chưa có Si á thì ba hay mua. Thôi, em vô tắm đi. Đi xa em về bụi, bụi bẩn mà. Lắm. Khi biết đi làm về thì đi cả ngày về nhớ con lắm. Trời ơi, lúc nào trong đầu cũng nhớ nó hết trơn. Khi về là muốn ôm, nhào lại ôm con. Nhưng mà ảnh nói, không được, người em bụi lắm, đừng có ôm con. Lúc đó mình cũng hơi quê quê, cảm giác bị tuột cảm xúc á. Anh nói là em vô tắm đi. Ra ngoài á. Mẹ đi tắm xong rồi đi. Nãy ba quên rồi, ba để cho mẹ ẩm dính bụi đầy người Si rồi nè. Mẹ tắm sạch sẽ rồi, đi rồi, rồi mẹ rồi, tắm, tắm đi mẹ vào. Anh biết không, phụ nữ có gia đình hay là có con hay là như thế nào rất là thích được tặng hoa, tặng quà. Nhưng mà anh thấy không thực tế. Hoa chân mấy hôm á là nó lại héo tàn hết rồi. Ai cũng như anh, chắc mấy người cũng làm tặng quỷ quá. Hôm nay em cần á thì anh đưa tiền cho em đi mua đồ. Họ mua đồ cho con. Thôi, không tranh luận với bà nữa, mẹ đi vô đây. Cách đây khoảng 8 năm, anh rất là lãng mạn nha. Lái xe hơi đến và cầm một bó hoa đến tặng cái miếng. Lúc đó Kim Yến cảm thấy mình tìm một đúng người rồi. Tại vì Kim Yến rất là thích mẫu người đàn ông lãng mạn nè, tặng quà nè, tặng hoa nè cho người phụ nữ mình yêu. Nhưng mà thật sự khi cưới về rồi á, 8 tháng 3 nè, 20 tháng 10 nè, ngay cả sinh nhật của Kim Yến, ảnh cũng bảo là thôi nhà mình đi ăn thôi, em thích gì anh đưa tiền cho em đi mua sắm đi. Thâm tâm Kim Yến nghĩ là ví dụ như ảnh mua về cho Kim Yến một cái kẹp tóc nhỏ thôi, Kim Yến cũng thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Tại vì đó là cái tấm lòng mong như vậy thôi đó, mà chỉ là mong muốn thôi. Nhiều khi á, sinh nhật mình cũng không tặng luôn, rồi 8 tháng 3 mình cũng quên luôn, mình đi quay mình không nhớ luôn. Mình mới lấp liếm là thôi khỏi đi em ơi, cái ngày hoa cũng để đó thôi chứ có cái gì đâu mà rồi tàn rồi em cũng bỏ đi thôi chứ em có giữ được đâu. Lãng mạn ngày xưa thì đúng rồi, tại lúc đó là mình mới biết nhau, còn giờ quen nhau quá rồi còn cái gì đâu. Anh Bảo qua số 1, anh Bảo hoàn hảo, không phải bằng cãi gì nữa. Thôi anh Hoàng nãy giờ cứ bên Bảo chầm 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 luôn. Đàn ông lúc nào không vậy? Đúng thì rồi, ở nhà, lúc nào anh giống y chang anh Bảo vậy đó, luôn luôn phụ vợ. Là anh giống y chang anh Bảo, có nghĩa là trước khi mà kết hôn thì cũng rất là lãng mạn, rất là dễ thương, tặng hoa tặng quà tất cả các dịp, xong rồi sau đó là quên hết luôn rồi, ngụy biện là tại vì những cái đó không cần thiết. Tại vì có mấy đứa con, cuộc sống tài chính áp lực lắm, trời, tiết kiệm được khoản nào tiết kiệm em ơi. Trong khi đó một bó hoa như vậy là hơn cả hộp sữa của con. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Yến cũng đã nói rồi, chỉ cần một cái tiết kiệm thôi, không có cần hoa gì lớn lao hết á. Anh ơi, dây thun cũng cột tóc được đó anh tặng cho một bịch tha hồ cột quanh năm. Bao lâu rồi mình không tặng quà cho bà xã? Bắt đầu có con, có em bé xong là dừng hẳn luôn cái việc tặng quà cho vợ. Cho em hỏi lại cái giây phút thiêng liêng khi mà mình chào đón bé ra đời nha. Cái lúc mà thấy vợ và thấy con, anh hôn ai trước? Con trước. Vô mình vô bây giờ mình nhìn thấy bé cái nằm úp trên mẹ đó, cho nên mình vô là mình đã để ý con trước rồi. Yến sanh lúc buổi chiều mà qua ngày hôm sau mình mới vô thăm được, cho nên ở ngoài là lúc nào mình cũng lo cho con á. Tại vì khi mà mình nghe bác sĩ báo ra là con bị quấn rúng á, không sinh được, quấn hai vòng
Còn em cũng vậy, uống không, em không, không, không sinh mổ cho nên mình rất là sợ. Nhưng mà đó cái là bé sinh thường. Nhưng mà dù sinh thường hay sinh mổ thì người phụ nữ đều rất đau đớn ở những khoảnh khắc đó. Thì lúc đó anh có nói lời nói nào với vợ mình không? Anh nói là cảm ơn em nhiều đi. Em đã sinh con cho anh mà em cũng khỏe mạnh mà con cũng khỏe mạnh nữa. Thôi em cứ nghỉ đi, mọi việc sau này đó là để anh lo. Lo hết mà, đặc biệt là lo cho con thôi. Yến ơi, cái lúc mà chồng mình chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn với mình á, Yến thấy sao? Lúc đó thì cả hai vợ chồng đều tâm điểm con là đầu tiên nhất. Khi mà sinh xong thì cũng cảm thấy hạnh phúc. Ba thì lúc nào cũng thương con gái. Rồi có quá nhiều sự thay đổi từ cái cách ảnh quan tâm đến chị nữa. Vậy thì có gì chị thấy hụt hẫng hay tủi thân? Không, mình không có thấy hụt hẫng đâu. Tại vì hiếm khi có một người chồng mà biết vừa công việc chu toàn, vừa yêu thương vợ, chăm con. Anh Bảo thì không có điểm trừ nhiều đâu, chỉ là cái tính hơi cầu toàn vậy thôi. Đó lúc mà mình chỉ cần ảnh dành thời gian nhiều cho mình thôi. Mình cần sự yêu thương, quan tâm hơn nữa. Nhiều khi ảnh thương con quá thì ảnh dành thời gian nhiều cho con quá. Thì mình chỉ muốn là ảnh đừng có quên là mẹ nó cũng có công rất là lớn. Tại có mẹ mới có con. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đón những hình ảnh về một người chồng trong mơ trong lòng Kim Yến là người như thế nào quý vị nhé. Anh ấy là người cao và dốc dáng rất là men. Đặc biệt là có má lúm đồng tiền nè. Mắt to, thích mặc quần jean và áo không có cổ. Được hai cái luôn. Là áo màu trắng nè, thích băng giày, có giọng nói ấm áp, hiền dễ thương, điềm đạm, biết quan tâm chăm sóc những người xung quanh, đặc biệt là vợ. Luôn nhớ những ngày kỷ niệm của hai đứa, ví dụ như ngày quen nhau, ngày cưới. Tại vì hiện tại thì nhiều công việc quá làm cho người ta quên đi những ngày đặc biệt của mình. Ủa đâu khác gì anh Bảo đâu ta. Cái vấn đề nằm ở chỗ là Yến có yêu cầu là phải nhớ hết tất cả những ngày kỷ niệm, thì anh Bảo có nhớ hết không? Không. Có lúc công việc quá cái mình cũng quên luôn. Anh quên ngày gì? Ngày sinh nhật của Yến. Cậu quên luôn hả? Quên. Nhiều khi quay cứ sáng đêm dạ. Mấy cái ngày đó mình cũng quên luôn. Cái lúc mình về phát hiện ra chắc hiện. Rồi giờ sao? Đó mình lấp liếm mà mình dẫn đi ăn thôi. Nhiều khi thật sự là mình cũng vô tâm thiệt. Thà là ngày nụ hôn đầu tiên hay là ngày em đi cắt móng tay móng chân làm tóc gì á mình quên thì được. Trời ơi, ngày sinh nhật là phải nhớ nhanh ráng. Với lại có bao giờ anh Bảo tạo những cái bất ngờ cho chị Yến không? Không, cũng không có lãng mạn nữa. Không có nấu cơm cho chị ăn luôn. Nấu cơm thì có, ảnh thường thì rất là hỗ trợ cái miếng về việc nhà, san sẻ với cái miếng nhiều thứ lắm. Và bây giờ thì người chồng trong mơ sẽ xuất hiện đúng với những gì mà Kim Miến mong ước. Không biết là người chồng trong mơ có điền vào những chỗ trống mà anh Thiên Bảo đang thiếu hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây chính là người chồng trong mơ mà chị Yến hằng ao ước. Một người đàn ông rất cao, sở hữu vóc dáng chuẩn và vô cùng nam tính. Anh ấy thích mặc quần jean và áo thun trắng có cổ. Người chồng trong mơ này là ai? Ồ, Kim Yến có vẻ đã rất sẵn sàng để gặp mặt người chồng trong mơ của mình. Có tiếng chuông cửa, bất ngờ nào đang đợi Kim Yến đây? Đây là Thuận Nguyễn, hiện đang là người mẫu và diễn viên chuyên nghiệp. Đẹp trai, nam tính, cao 1m85, sở hữu má lúm đồng tiền duyên dáng. Rất tâm lý với phụ nữ. Và đặc biệt, anh ấy không bao giờ quên ngày kỷ niệm của vợ mình. Anh tên ai vậy? Hôm nay anh sẽ là người chồng trong mơ của em. Mời anh vô nhà. Lúc gặp Thuận thì cái miếng hơi ngạc nhiên. Tại vì người chồng trong mơ của mình lại cao hơn mình. Rồi lịch lãm, đúng như là những cái điều mà mình mong muốn vậy đó. Đây là hoa anh đã chuẩn bị tặng em. Đẹp quá, cảm ơn anh. Thích không? Dạ thích. Anh hứa, anh sẽ tặng em thường xuyên luôn. Hứa nha. Lúc đó trong đầu cái miếng nhớ lại cái khoảnh khắc mà lúc hai đứa mới yêu nhau. Lúc đó anh Bảo cũng có tặng chị một bó hoa. Lúc đó kiểu rất là hạnh phúc và bất ngờ. Tôi nghĩ là cái việc tặng hoa nó cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà người phụ nữ của mình rất yêu hoa thì cái việc tặng hoa nó bình thường, nó không có gì khó khăn cả. Ủa mà con đâu rồi? Con gửi bà bà rồi. Ha. Dạ. Anh quên nữa.
hôm nay về tới nhà mình sạch gọn quá ha. Dạ. Anh thấy em làm cực khổ quá, ở nhà phải dọn dẹp rồi nào là chăm sóc cho con nữa. Hay là bây giờ vậy đi, anh sẽ tìm một người giúp việc để phụ em. Em thấy được không? Dạ được, dạ được. Em chịu đó. Mà nè, sao anh nói trên xe quay không có áo mưa vậy? Anh đã dặn rồi là đi lúc nào đi ra đường phải để trên xe cái áo mưa cho anh. Vô mùa mưa rồi, bây giờ dạo này em mưa nhiều lắm. Em cứ chăm con rồi công việc nhà riết em không có nhớ gì cho bản thân luôn á. Ờ em biết mà, em biết là dạo của anh cực khổ lắm. Lúc đó cái Miến nghe, cái Miến cảm thấy rất là hạnh phúc, giống như là mình đang được chăm sóc, đang được quan tâm rất là nhiều. Mà lâu rồi mình không có cảm giác đó. Hôm nay chồng đi bay có mệt không? Cũng mệt, nhưng mà biết sao mỗi lần đó, anh nghĩ ra em là hết mệt à. Thiệt không đó? Thiệt, thiệt. Mà chồng nè, mà sắp tới á, mình gửi con bà về hơn mình đi du lịch nha. Em thích vậy hả? Lâu rồi, từ hồi mà em có bầu nè, tới hôm nay gần có năm rồi em có được đi đâu đâu. Mình đi biển nha. Ừ thì không sao, bây giờ đã có ngoại chăm sóc cho con rồi. Anh nghĩ là em cũng nên nghỉ ngơi một vài hôm đi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, khi nào mà em mệt á là em phải nói cho anh biết. Chứ anh thấy là em lúc nào em cũng cầm cụi em làm, em không nói gì hết trơn. Anh không thích vợ là phải chịu đựng cực khổ, em hiểu không? Nghe câu đó là 5 giây để mình chùng xuống mình suy nghĩ. Bao lâu rồi mình không biết cảm giác mệt, và bao lâu rồi mình khi mình mệt mình không có than và không có nói với ai hết. Mà tự nhiên anh nói bụng quá. Để em đi nấu cơm cho anh nhanh nha. Thôi thôi thôi, để anh nấu. Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn. Ôi, ngày gì mà đặc biệt vậy? Bây giờ em muốn thì ngày nào anh cũng làm gì cũng được. Thiệt nha, hứa nha. Hứa. Thôi để anh vô anh trong anh nấu, rồi bây giờ em đi tắm rửa nghỉ thôi ngơi. Thôi để em phụ anh. Không có phụ gì hết, anh tự làm được. Bây giờ em vô tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi khi mà ra đây chắc chắn là sẽ cơm cho em ăn. Rồi em đi cắm hoa xong rồi em tắm rồi đợi ăn cơm của anh nha. Rồi. Lúc đó cái Miến cảm thấy hôm nay mình được nghỉ ngơi, mình cảm thấy hạnh phúc thật sự. Chà, người chồng trong mơ của Kim Yến đã nấu xong bữa cơm rồi. Rất chu đáo và ga lăng phải không nào? Em ơi, ăn xong rồi nè. Dạ, em ra liền. Ôi, chồng em đây giỏi quá, nấu món gì vậy? Anh không có giỏi lắm, luôn. Cho nên là chỉ làm được vậy thôi. Với lại nêm nếm không biết chịu ăn nữa. Trời, chồng em nấu là ngon rồi. Em ăn ít thôi, em sợ mập lắm. Dạ. Yeah. Mập ám cầu anh chê nữa. Trời, anh chưa bao giờ chê em mập nha. Thưởng cho đầu bếp một con tôm bự nè. Cảm ơn vậy. Ừ, sắp tới em được mời đi công tác Singapore nên là em đang xin nghỉ. Em có thích không? Thích, em thích lắm. Một cái chương trình hậu á, em mời em đi trao giải mà đi tới 3 ngày luôn. Đi 3 ngày luôn đó. Mình phải ở nhà để con nhỏ mình sao dẫn đi được đúng không? Dạ. Thôi không mấy em đi đi, có gì anh ở nhà anh cho con cho. Anh xin con ban luôn. Ban ngày thì sẽ gửi qua bà ngoại xong rồi chiều về anh sẽ đón con về được không? Hả? Em thấy sao? Để em suy nghĩ ra. Cái Miến nghĩ á, một người chồng hoàn hảo là một người chồng biết phân định được đâu là tình thương cho con, đâu là tình thương cho vợ của mình. Có bao giờ anh Thiên Bảo thủ thỉ động viên vợ, nói vợ ơi em mệt rồi em nghỉ đi để anh làm cho không? Trước đây thì có, nhưng mà sau này thì không có thời gian nữa. Khi mà Yến đi diễn thì chỉ nhắc trước là em ăn uống gì thôi, ở nhà cứ lay quay với con thôi. Dạ. Yeah. Trong đó có những cái thiếu sót của mình là cũng đúng. Đi về mệt quá thì mình cứ nhảy vô vào mình ngủ thôi. Mình không có phụ để cùng dọn cơm. Nhiều khi nói em bế anh một tô cơm anh ăn thôi, chứ không có còn ngồi chung để nói chuyện như ngày xưa nữa. Còn anh Công, thường là anh gặp anh Bảo là ở những cuộc chơi, cuộc vui hay là cuộc họp? Nói chung là cũng nhiều á. Có lần thì đi cà phê, có lần thì đi nhậu, rồi có lần thì chở anh Bảo đi quay phim. Cũng 10 năm trôi qua thì cái khoảng thời gian mà anh thân với anh Bảo, gặp anh Bảo trước khi có con nhiều hơn hay sau khi có con nhiều hơn? Trước khi có con nhiều hơn. Anh bận con, anh không có anh em nhiều nữa. Đúng. Dạ. À, nhiều khi gọi á, Bảo ơi đi ra đây uống cà phê đi. Rồi cũng nói trời ơi không biết rồi, tôi bây giờ có con có cái rồi làm sao mà có thời gian được. Đó. Như vậy là nhân chứng bên đàn trai cũng đã phải công nhận rằng từ khi có con thì anh Bảo thay đổi khá nhiều. Không chỉ với vợ của mình mà với cả bạn bè, đồng nghiệp và người thân nữa. Anh ấy tập trung toàn tâm toàn ý vào người con gái. Và thông cảm cho anh ấy thôi. Còn bây giờ là nhân chứng ở bên nhà gái, chị Kim Yến bạn. Chị thấy là cuộc sống của Kim Yến và anh Thiên Bảo sau hôn nhân có gì khác biệt nhiều không? Em thấy khác biệt hơn là anh ba nhà em yêu bé nhiều hơn. Nói chung là
cái gì cũng là con gái. Quay trở lại những cái hình ảnh của người chồng trong mơ, ở bên ngoài anh Thiên Bảo, ví dụ như những cái tình huống như chị phải đi công tác ở Singapore chẳng hạn, thì anh có tạo điều kiện để ở nhà chăm con và chị có thể thoải mái đi công tác không? Có, anh Thiên Bảo cũng tâm lý lắm, thì anh ủng hộ công việc của Kim Yến rất là nhiều. Chị em bạn dâu Kim Yến ơi. Dạ. Cho Hoàng hỏi là chồng của chị em bạn dâu Kim Yến á, là làm nghề gì vậy ạ? Anh hiện tại đang làm việc tại Hoa Kỳ. Ồ, hai vợ chồng có cháu nào chưa ạ? Có rồi anh, một bé trai. Vậy là không có chồng bên cạnh, cuộc sống nó cực không chị Yến hen? Có chứ, nhiều khi cũng tủi thân. Nhưng mà cũng may là có chị là hỗ trợ về mặt tinh thần. Nó là chị em bạn dâu vậy thôi, thực sự là thân như là chị em ruột vậy đó. Phải nói là ở xa ông xã như vậy thì mới thấy quý cái tình cảm mà anh Thiên Bảo dành tặng đâu cho Yến đúng không ạ? Cho người ta kỹ tính là khó tính đi đi trời. Nhưng mà em, nếu mà anh Hoàng đã hỏi chị Kim Yến bạn bên này, cho em hỏi anh Công bên kia một chút. Em không biết là anh Công đã có gia đình chưa ạ? Anh có rồi em. Hàng ngày á, anh có hay tặng hoa hay là anh có hay hỏi han rồi tạo những cái bất ngờ cho vợ của mình không anh? Nói chung là các dịp lễ thì cái nào anh cũng tặng hoa hết. Đó, ít nhất là mình không rồi, quên cái, đúng không cái anh? Thái độ của chị sao? Mà thôi để tiền đó là để mua cái khác, chứ lại không thích tặng hoa như là Yến. Bà xã anh Công á cũng là chơi thân với Yến. Nhưng mà anh Công là cũng cái lăng lắm á. Kỷ niệm ngày cưới là thấy ở Facebook là tặng hoa là cho chị thương nè. Đó, nên là bắt đầu cái nhói lòng. À, hóa ra bà Yến nhà ta đứng cái núi bên đây nhìn qua cái núi bên kia thấy nguyên một rừng bông, bắt đầu ganh tị. Không phải là đứng núi này trong núi nọ. Yến không có ganh tị đâu, tại vì ông xã Kim Yến cũng rất là tuyệt vời. Anh chỉ hay quên thôi. Ê, cô dâu à, sợ lát nữa về bị rầy hay gì đây? Chỉ là chị Yến muốn góp ý thêm cho chồng của mình hoàn hảo hơn nữa, giống như hình ảnh người chồng trong mơ này. Bây giờ mình coi hình tiếp đi nè. Kim Yến đang rất trau chuốt cho ngoại hình của mình. Cô ấy định làm gì đây? Chiều nay ông xã về sớm, mình đi xem phim nhé. Chiều nay anh up đoàn với mọi người, cho nên tối phải đi nhậu với mọi người đó em ơi. Mình đi bữa khác nha. Sao anh không nói em sớm? Là em chuẩn bị đẹp là đẹp nè. Thì bây giờ mọi người up đoàn, mọi người cũng mời anh đi luôn. Nhưng mà nếu không đi là em cũng cười lắm. Tại vì làm cho mọi người đã thấy em cũng mấy người mà. Lúc đó Kim Yến cảm thấy tủi thân là tại sao ngày trọng đại như vậy mà anh ấy là không nhớ, là khi mà anh ấy lại dành thời gian cho công việc của mình, cho những mối quan hệ xã giao bên ngoài mà quên đi mình. Lúc đó cũng chạnh lòng và buồn. À Quyên, chiều nay rảnh không? Đi xem phim với tao đi. Hả? Bận nữa rồi hả? Trời ơi, xuống nhức mày luôn á. Thì đó, chiều nay có bộ phim mới ra hay đó. Rủ chồng đi mà chồng mắc quay vừa xong là lại đi ốp đòn rồi. Thôi vậy đi xem phim vui vẻ đi. Bye. Dường như Kim Yến đang rất thất vọng. Ơ kìa, ai đang mở cửa kia? Giờ đi chủ em á. Trời ơi, làm em buồn nãy giờ em mới rủ Quyên đi xem phim. Hôm nay có bộ phim mới ra đó. Có một món quà rất là đặc biệt muốn dành tặng cho em. Ủa, tặng quà nữa hả? Ủa, ngày gì tặng quà vậy? Em không nhớ hôm nay ngày gì hết luôn. Hôm nay là kỷ niệm lần đầu tiên mình gặp nhau. Mà anh có nhớ gặp nhau đâu không? Đúng là phim. Đúng rồi. Nè, anh tặng em. Cái kẹp hả? Hả? Không có gì nhiều hết, nhưng mà anh mong là em sẽ thích nó. Lúc đó mình rất là thích, cho dù cái món quà rất là nhỏ thôi, mình cảm thấy được quan tâm. Những bất ngờ và những món quà nhỏ trong tình yêu á, Kim Yến nghĩ đó là những cái thi vị cho cuộc sống, để khi mà chúng ta xa nhau, chúng ta còn cái để suy nghĩ và nhớ đến. Thật sự là muốn tạo bất ngờ cho vợ mình. Mình biết chắc chắn là cái ngày đó là ngày kỷ niệm, thì mình sẽ nói dối một chút. Tại vì thật sự là trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, lâu lâu phải có cái gì nó vui tí. Anh hứa là từ giờ về sau là anh không bao giờ quên những cái ngày kỷ niệm tụi mình hết. Anh hứa phải giữ lời nha, đừng có bao giờ để em đem cây hay chưa. Đi, anh dẫn em đi coi phim nha. Dạ. Trời, lúc đó Kim Yến cảm thấy hạnh phúc lắm. Giống như lúc xưa anh Bảo hay chở Kim Yến đi và nắm tay Kim Yến bỏ lên phía trước, ôm anh vào để té. Lúc đó hai đứa đi rất là hạnh phúc. Chà,
Nhìn Thuận Nguyễn gấp quần áo cho bé Si tự nhiên chưa kìa. Để lại hỏi em xếp cho anh. Trời ơi, cái này anh làm được mà anh phụ em tiếp gì đó. Khi mà Kim Yến thấy người chồng trong mơ đang xếp đồ cho con, Kim Yến cảm thấy rất là dễ thương. Sắp tới em phải đi xa rồi, bây giờ anh phụ em xíu thì chăm sóc em thì chăm sóc con có gì đâu. Ủa mà anh đi mấy hôm vậy? Đợt này phim quay xa cho nên là anh đi 2 tháng lận. Anh đi giữ sức khỏe nha. Anh đi là anh lo cho em nhất. Tại vì con đã có em lo rồi, nhưng mà em thì đâu có ai lo đâu. Trời ơi, anh lo xa không có sao đâu, em làm quen rồi. Miễn là anh có sức khỏe nè, anh đi quay nè, rảnh rảnh gọi phải thăm cho em. Để hai mẹ con nói chuyện cho đỡ nhớ. Thì chắc chắn là anh sẽ gọi mà. Lúc nào mà anh... Rồi anh soạn xong hết rồi hả? Anh xong hết rồi. Đây nè, cái đĩa mà hôm bữa cái clip anh quay cho em á, dựng xong hết rồi, anh bỏ vô đây. Nếu mà em nhớ anh đó thì mở lên coi. Dạ, dạ. Mình cảm thấy rất là dễ thương. Không có ai hoàn hảo cả, cho nên là anh có làm gì em buồn thì anh xin lỗi nha. Em chỉ cần biết một điều là anh thương em nhiều lắm. Alo. Xin được thông báo thời gian làm người chồng trong mơ đã kết thúc rồi. Thật là tiếc quá, thời gian của anh hết rồi. Mong là em sẽ luôn hạnh phúc. Anh đi nha. Em cảm ơn anh. Kim Yến cảm thấy hơi chạnh lòng. Thời gian thấm thoát qua rất là nhanh. Những lời nói âu yếm, ngọt ngào, những lời động viên quan tâm. Hôm nay người chồng trong mơ đã giúp Kim Yến nhớ lại những kỷ niệm đó, làm cho mình không còn bị tủi thân nữa. Anh Thiên Bảo, từ khi có con, cái lần mà công tác hay đóng phim xa nhà lâu nhất là khoảng thời gian bao lâu ạ? Hiện tại thì Bảo chỉ làm những cái phim ngắn ngày và không có đi xa. Anh từ chối hết tất cả những dự án phim nào mà xa nhà? Từ chối hết. Và con ưu tiên hơn cả vợ luôn. Con cũng còn rất nhỏ thì mình cũng ở nhà để hỗ trợ cho Yến, cùng với Yến để chăm sóc cho con nó tốt hơn. Cảm ơn. Và nhiều khi cái clip đó thì mình thấy có nhiều cái cũng sơ suất thiệt. Ngày xưa thì hay đưa Yến đi du lịch hoặc coi phim. Còn bây giờ thì con còn nhỏ thì mình không có thể gửi ai được. Nếu mà đi du lịch xa thì phải đi 2-3 hôm. Rồi đưa con đi theo thì rất là mệt. Được cái anh Bảo chu toàn lắm. Đi đâu đồ của con là anh lấy không thiếu thứ gì. Mà dạ. Chỉ biến soạn đôi lúc lại xíu sữa. Anh Bảo anh chu toàn như vậy á, thì những lúc mà anh đi công tác hay là anh không có ở nhà thì chị phải xoay sở như thế nào? Tại vì ảnh giống như một bàn tay bự và chỗ dựa tinh thần cho mình rất là vững. Cho nên mình cảm thấy là mình dựa dẫm vào ảnh nhiều. Nhưng mà khi mà không có ảnh thì mình cũng là người phụ nữ rất là mạnh mẽ, mình chu toàn được mọi thứ hết. Chỉ là bây giờ mình có chồng để làm gì, có chồng để mình nhõng nhẽo, mình nương tựa, đúng không? Rồi quay trở lại hình ảnh của người chồng trong mơ. Biết vợ cực nhọc vất vả nên là lúc nào cũng tạo những cái bất ngờ, rất là dễ thương luôn. Chị thấy như thế nào? Chị có muốn anh Bảo giống vậy không? Mình cũng muốn là ảnh cho chút thi vị tình yêu vào cho nên mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Bây giờ thì nó giống như là cuộc sống hàng ngày bình thường của bao gia đình rồi. Mình là nghệ sĩ thì mình sống bay bổng. Bay bổng, dạ. Đúng rồi, mình cũng muốn cuộc sống mình cũng bay như vậy. Như vậy thì nỗi lòng của Kim Yến ngày hôm nay cũng đã được giải bày. Không biết là anh Thiên Bảo sẽ có đồng cảm và chấp nhận để thực hiện những ước muốn của cô ấy hay không. Và bây giờ chúng tôi sẽ nói lời cảm ơn đến hai vị khách mời. Đó chính là bạn Kim Yến cùng với anh Ngọc Công. Cảm ơn hai nhân vật khách mời rất nhiều ạ. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng gặp gỡ của cả hai vợ chồng Kim Yến và Thiên Bảo. Kính thưa quý vị, và bây giờ chương trình Người Chồng Trong Mơ sẽ tạo điều kiện để cho hai vợ chồng anh Thiên Bảo và Kim Yến sẽ gặp gỡ lại nhau quý vị nhé. Xin mời vén bức màn. Không biết là hình ảnh ngày xưa cách đây 6 năm có hiện về hay không. Hy vọng là trong mắt nhau, người bạn đời của mình vẫn mãi mãi xinh tươi như vậy và chung thủy. Và bây giờ thì mấy anh và Hoàng Rapper sẽ đưa ra những yêu cầu của chị Kim Yến để xem là anh Thiên Bảo có làm được không nha. Điều đầu tiên, hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn và ăn cơm. Cái đó thì mình làm được. Điều thứ hai đó là bớt kỹ tính lại đi anh, để em đỡ bị áp lực. Mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ xem xét. Nhưng mà chương trình không có chấp nhận dự án treo anh ơi. Đúng rồi. Bây giờ duyệt hay không à? Chấp nhận, mình sẽ thay đổi. Điều thứ ba, lâu lâu dành tặng cho vợ một món quà nhỏ khi đi công tác về. Chấp nhận, mình sẽ cố gắng nhớ đến những ngày đặc biệt quan trọng của vợ mình. Cố gắng hả? Em không muốn nghe từ cố gắng mà sẽ làm được. Anh sẽ làm. Ok. Và bây giờ là điều kiện cuối cùng, đó chính là anh Thiên Bảo hãy tiến lại gần, nắm lấy tay em và hôn em một cái thiệt là sâu.
Thật sự là qua chương trình này, anh nghĩ là anh đã thiếu sót nhiều thứ. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại những thiếu sót đó cho em. Từ nay về sau, anh sẽ thương và yêu mẹ con, em bằng nhau luôn. Không có lúc nào cũng nghĩ đến con nhiều hơn vợ. Anh xin lỗi nhiều nha. Kim Yến hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của chương trình. Anh Thiên Bảo có phải là người chồng trong mơ của bạn hay không? 100%. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Họ đã mang lại một thông điệp: tạo nên được hạnh phúc là một điều khó, duy trì được hạnh phúc đó là một điều khó hơn. Đó chính là chìa khóa để chúng ta có thể vượt bền qua năm tháng cùng với cuộc sống hôn nhân của mình. Chúc cho tất cả quý vị, đặc biệt là những cặp đôi vợ chồng, sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media với sự đồng hành của nhà tài trợ Sum Heavy, hỗ trợ dịu vương sang của Sum Phạc Ma, và đặc biệt là nhà tài trợ chính Nutri Baby, giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Hoàng Rapper và Mai Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh chị lấy nhau cũng được 15 năm rồi. Anh nhớ chính xác ngày mấy tháng mấy không? Trời ơi. Đó. Mình nhờ gặp bà xã đúng là một cái tình yêu sét đánh thật sự. Ôi vậy luôn đó. Tâm gặp ông xã thì lại trái ngược lại với anh. Lúc đó là rất là ghét anh, rất là ghét anh. Ồ. Lúc đó Tâm kêu anh Dương nó bằng chú lận, kêu anh bằng chú lận. Trời, dễ thương nhở. À vậy là anh yêu hồi người ta 17 tuổi ha anh. Bị dụ rồi. Anh Vương anh ghê lắm, anh nhiều chiêu lắm. Có người áo Vương mới chọn nữa. Vậy nhà có con cá lau kiến làm bên trai làm trời. Cá lau kiến hả? Thôi dẹp cái đi, anh cứ coi hoài à. Thôi em ăn đi, đến coi này cái. Ăn cơm xong đi rồi coi. Thôi mà. Nói chung là mỗi lần gặp mặt anh chị đó thì đều có sự vui vẻ. Mà em không hiểu là sâu trong đó thì nếu thực sự các cặp vợ chồng á còn thương nhau thì chỉ có một cái điều duy nhất anh nghĩ là phải đồng quan điểm với nhau. Tại vì tất cả con người bất đồng quan điểm nhau thì không bao giờ gần nhau được. Muốn làm được điều đó phải có một yếu tố rất là quan trọng không thể nào thiếu được, đó là sự bao dung, thương yêu và tha thứ. Vợ chồng sống với nhau đó là phải có một lòng tin, có một cái sự san sẻ, thậm chí phải có một cái sự tôn trọng nhau. Chứ chỉ sống cho cái tôi của mình thì thật sự cái sự chịu đựng của người